Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn Fitbit One, một sản phẩm mới của công ty Fitbit ra đời vào cuối tháng 12 năm 2012. Thì đây cũng tương tự như Nike Fuel hay là một số sản phẩm của các hãng khác giúp các bạn có thể kiểm tra cái hoạt động trong ngày. Nike Fuel thì trước mình có giới thiệu rồi, đây là Fitbit. Thì đây là thiết bị nhỏ gọn, khi các bạn nhấn cái nút ở trên đây thì có thể chuyển qua những cái chức năng khác nhau. Như mình xem, ví dụ như đây là số bước chân, số tầng lầu mình đã leo, số khoảng cách đã đi và calorie tiêu thụ. Bông hoa này cho mình biết là cái tiến độ trong ngày của mình như thế nào. Các bạn có thể giữ cái này để vào chế độ bấm giờ, tức là mình kiểm soát sau một khoảng thời gian nào đó, mấy chục giây hay là mấy chục phút gì đó, mình đã hoạt động được như thế nào. Người ta kèm đó, các bạn thấy mình gỡ ra Fitbit One thực tế nhỏ xíu như vậy thôi. Cái kẹp kia là giúp mình kẹp lên áo quần. Cái này chống nước nhẹ, tức là mình có thể đeo đi mưa rồi được, nhưng mà không có được đi bơi thì cũng đáng tiếc chút xíu, bởi vì mình cũng hay đi bơi. Bây giờ ok, mời các bạn đọc bài để hiểu thêm về Fitbit One.